Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Vâng, em đây. Em Vâng. chào anh Thành Văn. Dạ vâng, chào bạn. Bạn bao nhiêu tuổi đấy? Dạ, em 42. À, 42. Em có hai yêu cầu vậy này. Vậy em mong chương trình giải đáp cho em này. Rồi, bạn Em trình bây bày giờ câu hỏi khuyết tật đi. mà anh. Ừ, khuyết tật gì vậy? À, em khuyết tật vận động anh ạ. À, khuyết tật vận động đúng không? Vận động Vâng. chân hay vận động tay? À, vận động chân anh ạ, em À, đi bằng nạ. rồi, thế là 42 tuổi, chồng con thì chưa? À, em chẳng chồng con gì, nhưng mà bây giờ có một anh cùng xóm mà anh cũng hoàn cảnh như em mà anh cũng chưa lấy vợ bao giờ, thì anh muốn đến ở với em đấy để Ừ. hai người cùng cảnh ngộ nương tựa vào nhau đấy anh. Rồi, thế là anh muốn mấy? À, anh ấy 44. À, thế là hơn nhau 2 tuổi. Anh là khuyết tật gì? Anh cũng khuyết tật vận vận động anh ạ. À, thế là chân cả hai người. Thế thì tóm lại là hai ông bà là đều vận động chân là không không thể đúng không? Vâng. Thế thì nếu mà lấy nhau thì làm thế nào? Đấy, cho vậy thì em muốn hỏi chương trình này bây giờ em cũng băn khoăn Rồi, lắm thế là đấy bây thì giờ hiện tại thì bạn đang sống với ai? dạ em sống một mình độc thân anh ạ, À, thế à, thế mọi sinh hoạt thì có bình thường không? sinh hoạt bình thường thì Ừ. em vẫn chống nạn, em đi trong quanh vườn quanh nhà được. Rồi, thế thì anh ý thì cũng làm được đúng không? Vâng, anh đấy cũng trường hợp tương tự như em, nhưng mà bây giờ em băn khoăn và sợ mấy năm rồi Rồi, thế thì hai người có trồng trọt chăn nuôi hay làm gì để kiếm sống được? vất vả khổ lắm anh ạ. Từ hôm dịch Covid mà em cũng chẳng có nghề nghiệp gì, hôm chưa À, dịch vậy rồi. thì ăn lương vào chợ xã hội đấy anh. Thì được vài trăm nghìn một tháng thì làm sao mà đủ? Vâng, vậy cho nên em sợ bây giờ lấy nhau nảy sinh ra nhiều, cho nên là em băn khoăn, em đang muốn hỏi chương trình là giải đáp cho em làm Anh Đinh sao Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. để... Vâng. Rồi, chào em. À, em chào anh. Tóm lại nha, bây giờ thì sức khỏe ăn được đúng không? Ngủ được đúng không? Rồi cũng đêm chẳng ngủ được, no chán nhiều quá Rồi, đấy là do mình lo nghĩ thôi chứ anh cũng ạ. không phải là bệnh tật. Thế rồi mình đi chống nạn mình có đi chợ được không? Không anh ạ, chợ bố thì nhờ hàng Vậy nhờ hàng xóm thôi. xóm, tức là mình chỉ loanh quanh ở trong vườn trong nhà thôi đúng không? Ừ. Thế sao lại ở một mình thế? À, mình 40 mấy rồi, anh chị em thì chắc cũng lớn tuổi và có gia đình riêng. Bố Bố mẹ mẹ mình thì mất lâu rồi, à, còn mất anh lâu chị rồi. em tận cả rồi. Ngoài cái lương trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật mỗi tháng được 800 à? 801 phải không? Vâng, em là trường hợp đặc biệt là 801 đây anh. Ừ đấy, 801. Thật ra thế rồi mình cũng có trồng được cây rau, cây cỏ gì thêm không? Rau cỏ trong vườn thì vẫn trồng được, nhưng Rồi. mà em chán ở cái em không có việc nào vậy Thế trước đây có không? Bây giờ không có, mình chán thế chắc trước đây nhiều việc lắm à? bên. Trước thì em vẫn làm nghề thêu anh ạ. À, trước đây là cũng có Vâng. làm thêm thêu đúng không? Rồi, Vâng, nói em thật thế làm này nghề nha. thêu 21 năm, đến từ Ừ. hôm dịch Covid Có mà ít gì là người ta không xuất không khẩu nhập được được rồi, là nguyên vật từ liệu đấy không nhập mà được em rồi, ảnh chán hưởng tới nữa. toàn xã hội, anh hiểu rồi. Này thế còn cái anh kia ấy, anh ấy là đàn ông, anh ấy đang sống với ai? Anh cũng sống độc thân anh ạ. Bố mẹ cũng mất rồi, anh chị em cũng kiến giả nhất phận rồi. Ừ, thế xong rồi từ trước giờ thì đột nhiên đợt này anh ấy lân la anh sang nhà mình, anh bảo làm sao? Anh bảo là bây giờ thôi thì hai đứa mình thì cùng cảnh ngộ thì về sống ở một chỗ thì là nương tựa nhờ nhau. Ừ. Vậy nhưng mà em còn băn khoăn Thì nhiều đúng rồi. cái anh Này thế giải anh ấy cũng được 801 hả? em. Ừ. À, mình thì còn có nghề thêu chứ còn trước đây anh ấy thì anh có cái nghề gì thêm nữa không? Anh chẳng có nghề gì anh ạ. Thế à? Thế là hàng ngày cứ sáng dậy nấu tí cơm xong rồi lại loanh quanh lần quẩn ở nhà thế thôi đúng không? Cũng Ừ. chán lắm anh ơi. Rồi, đến những người thường đi làm việc cũng nhiều lúc còn thấy chán. Nói thế nhưng mà trong cái hoàn cảnh của mình ấy, mình phải nhìn thế này này. Không đến nỗi quá tệ đâu. Em phải thấy là nhiều người, người ta còn khuyết tật. Ví dụ như thế này này. Những người mà bị tai biến ấy. Nằm khoảng 3, 4 năm trời, ăn bằng ống sông, thở bằng ống sông, đi vệ sinh còn có phải có người hỗ trợ. Thì mình mới thấy mình còn nhúc nhác, mình đi lại được là mình là hạnh phúc rồi. Cộng với việc là
chả ai cho một đồng nào, anh chị em ruột á, cho nhau được 50, 70 cũng còn khó. Đây hàng tháng mình có 801, gạo bây giờ bao nhiêu tiền một yến gạo? Dạ, mà như ở dưới chúng em đây là 130 nha. 130, cứ gọi cho một tháng mình ăn hết 15 cân gạo đi, mình cũng ăn đi đấy. Ừ, cứ gọi cho là ăn cho nó đầy đặn. Ừ, đây là ví dụ thế chứ hai bát em ăn 15 cân đâu. Thế thì mình cũng có được những đồng còn lại, cũng được tí rau tí cỏ, lo nhất là lúc mà chẳng may ốm đau thôi, cái tiền thuốc, tiền men ấy mới là cái khó. Em có bảo hiểm y tế không? Cũng có bảo hiểm y tế tạm thời đấy anh. Rồi rồi, người ta cho phát cho đây đúng không? Anh thì anh nghĩ thế này này, không phải rằng là hai người cùng khuyết tật thì rồi nương tựa với nhau thì càng khó khăn hơn đâu. Các em cũng khó khăn đến thế thôi, có hai người bên nhau cũng chẳng khó hơn nữa đâu. Cơ mai thì cũng người ấy ăn, thay vì có 801 thì mình sẽ có 1,6 triệu. Hai cái nhà thì dọn vào ở, một còn một cái nhà bên kia thì thỉnh thoảng sang bên quét dọn thì cũng chả sao đâu mà. Cái điều mình được nhất chính là người vui. Thôi thì nấu một bò gạo, xong rồi vặt cái rau lang ở vườn, chấm với tí nước mắm với lại có quả trứng, thằng cháu nó cho luộc lên, vợ chồng ăn hí hai hí hửng, ăn nó cũng vui. Cuộc đời này đôi khi nó cũng đơn giản lắm. Người ta còn ăn cơm với nước mắm không ấy, mà nhiều người ăn chay đó. Người ta đi tu, người ta ăn chay, rồi có những người béo phì giờ ăn kiêng, một ngày chỉ ăn nửa bát cơm với bó rau muống ấy, người ta cũng chẳng ăn cao lương mỹ vị gì đâu. Thực ra cái quan trọng nhất là cái tinh thần. Bây giờ cả hai em đều 40+ rồi, nói thế chứ tuổi đến 50 đổ ra ấy mà, bệnh nó ở đâu nó đến. Xong rồi cuộc đời con người bắt đầu đi về phía bên kia, dần dần sẽ thấy nó buồn lắm. Cho nên là tùy từng hoàn cảnh, trong hoàn cảnh của em thì cá nhân anh thấy được, gọi là hai cái bàn mà nó hỏng chân ấy. Cái người khéo tay thì sắp xếp lại, có khi lấy cái nọ là ghép vào cái kia, có khi cũng được một cái bàn dùng tạm. Còn hơn là để ở hai chỗ, hai góc vườn là hai cái bàn gãy. Nhưng mà với một cái ông thợ mộc khéo tay là thôi, may quá hai cái bàn này gãy hai chân bên này, cái bàn kia gãy hai chân bên kia, rồi người ta đắp đi bù lại cũng được một cái bàn. Thế thì hai người cùng khiếm khuyết, ghép lại thì nó bù trừ đi, mình cũng có một gia đình, chẳng ai chê ai, chẳng ai khinh ai, không ai cười ai. Nếu ai em bây giờ em lấy một cái ông đàn ông nào mà ông ấy không hoàn cảnh như mình, suốt ngày ông bảo mình là mày là con nợ, mày là ăn bám, thì mình có được ăn cơm thịt mình cũng thấy nó nhục đúng không? Thế ngược lại cái anh kia ấy, thời buổi này mà một cái chị nào mà chị đi chấp nhận làm vợ anh ấy thì cũng phải là kiên cường nhân hậu lắm em, đấy. Nói thật đi anh, mà tuy chân em bị tàn tật vậy nhưng mà em khéo tay lắm. Đấy, trời vâng, cho có phải lấy hết của ai cái gì đâu. 21 năm thì em tích góp là nhà cửa, em làm quán tôm sơn nhà đàng hoàng rồi. Giỏi rồi. Thế thì nghĩ nhá, chẳng mất gì cả, các em đều là những người độc lập, tuổi cũng chưa quá già, hai người làm bầu làm bạn với nhau. Em có thấy là nhiều cũng đôi cụ già ấy, 65, 70 rồi còn con cái nó ngăn cản hôn nhân, còn quyết tâm đến với nhau, dù sống với nhau được 5 năm 3 năm cũng được, miễn là cuối đời vui vẻ. Thế thì mình cũng còn rời để cho đôi 30 năm nữa cơ mà, đúng không? Nha, suy nghĩ đi, mở lòng đi nha. Có khó khăn cũng đến khó khăn đến thế thôi, chứ còn không hơn nữa. Dạ vâng. Hy vọng bạn sẽ tìm được cái niềm vui trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Đinh Đoàn.